xin kính chào cô chú anh chị ngày mới an lành ạ. Rất vui gặp lại cô chú anh chị trên kênh Ấm Áp Miền Tây. Cô chú anh chị hôm nay tôi mời tất cả mọi người cùng tôi đến xem anh em chuyển hết cái đống lúa này xuống nè. Chuyển cho xuống ghe nha cả nhà. Dạ đây là xã Kiến Thành cả nhà ơi. Đây mấy anh em công đoàn đang làm việc nè. Ông ba được mở ba chim cái đồ sáng ba được kính sáng Cà Mau chị. Ở đây là xã Kiến Thành nhưng mà đường kênh sáng Cà Mau cả nhà ơi. Phía trước màn hình của chúng ta mình đi thẳng luôn thì sẽ đến chợ Kiến Bình. Sẽ đến chợ Kiến Bình nha cả nhà. Còn phía này, còn phía trước màn hình này thì mình sẽ đi nữa thì sẽ đến cầu kênh sáng. Còn có tên gọi dễ thương là kênh sáng Cà Mau. Ai đến đây này nhớ người miền Tây. Ê đây có đâu chứ? Đây cô này là phóng viên của Đài An Giang đây. Người này quá nặng rồi. 55 tấn. Ở quê hương miền Tây tôi thì đến mùa thì vui lắm cả nhà. Ai cắt lúa thì cắt, còn ai chuyển ra xuống ghe thì là chuyển xuống ghe. Và như hiện tại cả nhà mình nhìn thấy nè, thì mấy anh em công đoàn đang chuyển cái số lúa này xuống ghe, chuyển đi sấy cả nhà ơi, đi sấy cho nó khô á, chứ số lượng nhiều như vậy thì mình không có thể nào mình phơi được hết á. Người dân miền Tây tôi thì cuộc sống hàng ngày gắn liền với lại ruộng đồng cả nhà ơi. Trời ơi, ảnh luôn 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 luôn. Đứng đây luôn. Rồi trời ơi, còn biểu diễn nữa. Năm mươi lăm sáu. Đừng có đừng nói tiếng Anh nhiều quá nha. Ở đâu hàng này có ba hàng hả? Nhắc vô. Vô hàng nữa. Như hồi nãy tôi nói dở dang, ở người dân nông thôn của tôi á, sau cuộc sống á, thì gắn liền với ruộng đồng. Rất vui khi ngày mùa về như vậy cả nhà. Và điều vui thứ nhất là được mùa. Dạ. Và niềm vui thứ hai nữa là người dân tất cả đều được ấm no cả nhà ơi. Vì vậy mà tôi muốn đưa hình ảnh đẹp của quê hương mình đến với tất cả mọi người. Chứ như cô chú anh chị ở phố thị thì cảnh mà bắt lúa như thế này thì chắc có lẽ là không có phải không ạ? Chỉ có là những quê hương, những miền Tây, những nơi ruộng đồng thì mới có được cái cảnh bắt lúa xuống ghe như thế này. Biết rằng trong số chúng ta thì ai cũng là người con của quê hương Việt Nam. Cái cảnh cắt lúa hay ruộng lúa hay bắt lúa đều không xa lạ. Nhưng mà rất riêng với nét miền Tây của tôi là những con sông, những bến đò, những chiếc thuyền và những ruộng lúa. Đây đây đây, thuốc đẳng căng đây. Nãy giờ bắt tôi chung không đó. Và bây giờ là mấy anh công đoàn là chuyển hết những cái số lúa này nè cả nhà xuống cái ghe trước mặt chúng ta nè. Bởi vì cũng mưa cả nhà, hồi đêm hôm mưa cũng sáng đêm luôn. Cho nên là giờ đường ướt trơn lắm, tôi không có xuống được để mà tôi quay ở dưới ghe cho cả nhà xem. Rồi mong cả nhà thông cảm nha. Bây giờ chuyển qua đầu kia để giác nè. Mình lại mình quay tiếp nha cả nhà. Ai nhớ ai thương. Trời ơi yêu đời, trong lao động cũng có rộn rã tiếng cười và tiếng ca ha cả nhà ha, như vậy đâu có mệt. Mệt chút xíu. Chút hết mệt. Hết mệt. Đèn ơi dáng như vậy là hơi xa này cả nhà. Không sao ha. Và mình cũng đến mình ghi hình. Vì cuộc sống, vì công việc thì cũng phải như vậy thôi cả nhà. Chứ nếu ai cũng chọn những việc nhẹ nhàng thì những cái việc như thế này thì không ai làm hết cả nhà ha.
Dứt. 562. 3 bịch luôn coi. Người ta coi giang hồ cái gì. Thôi từ từ thôi. Làm mình lâu dài nó còn thấm á. Rồi đó luôn. Đổ đi, đổ sao mà? Trơn á, đang mới nói với bà con thông cảm nó trơn. Chưa dám xuống nè. Dễ một cái là đẩy luôn xuống sông luôn á. 55.8. Ba người ở đâu rồi? Bỏ ăn rồi, từ từ rồi. Hỏi ông vô đi. Tôi là tôi kia nữa. 56.6. Người ta đường xa ướt mưa này, đường xa mắc mờ, tội nghiệp không? Người ta đường xa ướt mưa, nó có bài hát đẹp vậy. Còn mình ở đây dắt lúa thì là... Miền Tây quê tôi, ai về, ai nhớ, ai thương. Còn ở đây mình lao động nặng nhọc thì là đường xa mắc mờ. Rồi, này đi. Làm ăn mất điều chút xíu đi. Quay phim rồi đó. Để trong cỏ, rồi. Rồi, cỏ rồi, tao ra đúng vậy. Đúng vậy. Đi 55.6. Đi đâu, tao với thua có được. Mới em thua, tao thua đi chứ. Mình cũng đi theo xuống luôn cả nhà ơi. Không được rồi, xuống cái đường đi lên. Cho chị quay cái đi rồi chị lên. Giữ cái cục. Chào cả nhà nha, chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ nha. Dạ, cả nhà xin cảm ơn mấy anh trong công đoàn. À, người dân miền Tây quê tôi là như vậy đó cả nhà. À, tuy là công việc vất vả nặng nhọc nhưng mà cũng rộn rã tiếng cười và rất là vui vẻ thân thiện ha cả nhà ha. Vì vậy mà tôi cũng muốn ghi những hình ảnh đẹp này cho tất cả bà con xa gần mình xem. Dọn bến đẹp ghê không? Cái đó phải có cái sỏi hay cát gì mình đổ ha, đi không trơn, bước không, xuống không nhầm. Trời ơi, sumo cái giá 2-3 hoài sumo ơi, mình tự đặt tên luôn cả nhà. Còn lần trước mình quay cái mùa vụ trước mình quay thì có em trai nó đặt, tất cả mọi người đặt cho nó biệt danh là Bát Giới. Còn lần này thì vụ mùa năm nay thì có ông anh mình tạm gọi là sumo đi nha. Ai cũng giác một bào hết trơn á, có mình ảnh giác 2 bào cả nhà. Giới nổi tiếng quá trời. Mà cũng dễ thương lắm, vui vẻ dễ thương lắm luôn.
Là 2 chiếc. Chào chị ạ. À. Cũng nhanh quá, cả nhà mới đó mà một đống bao rồi kìa. Đó, mấy anh chuyển nhanh ghê không? Là cái đợt này là ít đó nha cả nhà. Chứ đợt trước thì đông lắm luôn, mấy chục người luôn. Trong tích tắc thì đóng lúa xong luôn. Đợt trước đông lắm. Đợt này chắc là bất ngờ cho nên là mấy ảnh chưa về kịp. Chút là tới chị ơi. Dạ. Hôm nay thì là lịch của mình là sẽ đi vào Châu Đốc. Nhưng mà đi ngang đây thì thấy có mấy anh bên công đoàn chuẩn bị chuyển lúa xuống ghe, thì thôi mình ở lại xin quay ghi hình lại cho cả nhà xem luôn. Thì cái chuyến đi Châu Đốc này thì chắc mình sẽ dời lại. Dạ. Mong cả nhà cũng thông cảm nha. Quên cái vụ này hoài. Ăn cho bớt. Có ớt còn mà vô chổng lấy cho tôi vài trái ớt kìa. Đừng xa mắt mờ. Xin chào cả nhà. Dạ. Thấy con trai miền Tây cực khổ dễ thương không? Dạ. Trời ơi, con trai miền Tây cực khổ dễ thương không? Cười dữ à. Dạ. Để đến tất cả anh em trên toàn quốc nha. Dạ. Tất nhiên là phải đến hết các nơi rồi. Ở đâu là có mạng wifi là mở lên coi được hết. Mình xài 3G không được đâu hả? Dạ có được hết á. 3G, 4G vô được hết. Cái đó cũng là mạng mà. Dạ. Cái gì nói gì cho được. Ấm áp miền Tây. Dạ. Thấy hình có nhỏ mặc áo đen đó là đúng rồi đó, đúng con rồi đó. Dạ, bấm vô kênh là thấy con mặc cái áo đen á. Tao tưởng rồi, tao xin ớt bỏ nãy giờ bỏ chưa vô lấy. Giữa trận ớt ở đâu có mà xin. Cầm bao đi vô rồi. Đó, cứ vậy hoài đó. Có. Dạ không, cái này về là em còn ngày mai sàng lọc tiếng lại ha. Dạ đó, như hồi nãy có tiếng có tiếng tiếng Anh đó, có tiếng Anh nãy, có tiếng Anh đó, về mình phải bỏ chứ. Chào em mà mới vô. Quê đâu em? Dạ. Dạ. Mình ở đây thì dân chợ mới An Giang không à. Thôi làm từ từ thôi, còn lâu dài mà. Cả nhà ơi, trai miền Tây hiền lắm, giỏi giang nữa cả nhà ơi. Đúng rồi. Mà cũng thật thà nữa cả nhà ơi. Vô thằng ai nghỉ thằng, vô thằng nghỉ thằng lệnh hoài công đoàn không được rồi. Bữa khai trương tao mua vậy cái hai ảnh dọn quà, dọn nhà qua ở chung mà được rồi đó. Được.
mấy anh trai miền Tây của mình nó vừa giỏi vừa hiền mà thật thà nữa nha, cả nhà vác lúa vàng nhiêu là đưa tiền cho vợ hết à. Vợ con nó thấy cảnh này không thấy, nếu mà thấy thì sao ta, thấy thì thương đứt ruột luôn ha. À, em nói là mấy anh trai miền Tây á, là hiền lành mà thật thà lắm, vác lúa vậy nhiêu là tiền đưa dở hết trơn luôn á. Dạ đúng rồi. Dạ. Thì không đưa lấy gì nó nấu cơm cho ăn. Đúng rồi. Bởi vậy nói là chỉ có đúng thôi. Sau này tôi về tôi mở kinh ấm áp miền Tây tôi coi mới được. Dạ quay coi coi quay em quay đình tổ đó, tổ đình ở bên kia đó rồi phủ ông ba đừng quay nhiều lắm à. Nói cả nhà đừng cười chứ dân miền Tây, trai miền Tây vừa giỏi mà vừa hiền hết đó. Cái đó có gì đâu cười, còn hoan nghênh hết mình nữa. Chuyên nghiệp quá ông Xanh ơi. Nó thiệt hiệu anh Tùng quá. Khu vực trưởng. Dạ. Anh ơi cũng ở xã Kiến Thành đó chị. Dạ. Hình như đa số mình mấy anh em đi ở xã Kiến Thành hết anh ha. Xã Kiến An. Kiến Thành Kiến An luôn ha. Hai chỗ. Vợ nó con. Dạ. Nói chuyện. Nói chuyện dễ thương quá à. Vậy là phía ở trong còn nữa hả cô, còn đang cắt nữa hả cô? Hai thằng ơi, bữa nay là giữ toàn nguyên một cánh đồng này ra hết luôn á. À hả? Ồ, kiểu này được nghe chắc. Ngày mai con tính con đi quay đình nè, con quay cúng đình nè. Quay cúng đình bên Đồng Tháp á. Nếu qua nếu trời nắng là ra hết trơn luôn đó, nguyên cái đồng này luôn á. Dạ. Cái này là tại vì hồi ngày qua sợ mưa là cắt ít thôi. Ít mà nhiêu đây đó hen. Ờ cái đống ở bên trong này lắm là chuyển luôn hả cô? Ủa người khác, ở đây cũng người khác. Nhưng mà cũng luôn à. Dạ, xuống hết thì chứ cho đủ một chuyến ghe của người ta chứ. Dạ đó, ruộng mình ở đây là cứ một năm ba vụ không cô ha. Dạ giờ làm vụ nữa là Tết nè. Dạ. Dạ còn sớm mà, giờ mới có tháng 6. Dạ dạ dạ. Ghe này nhiêu tấn cô? 57 tấn mấy. 57 tấn mấy. Dạ. Dạ dạ. Sông nhỏ với lại nước đang không, cái này nước lên hay nước lên nước xuống cô? Dạ. Dạ. À, cũng khổ vậy đó nha, cả nhà cũng cũng theo con nước nữa. Cho nên là anh em cứ tranh thủ chuyển nhanh xuống để cho ghe đi ra cho kịp con nước nữa. Nếu không thì ghe chở nặng, ghe lớn, sâu chở nặng, chở thì nó sẽ chìm xuống sâu mà cái kênh rạch mình nhỏ quá thì cũng khó cả nhà. Yeah.
Rồi cảm ơn, xin chào ba mươi ngàn khán giả. 500 anh em. 546. Đúng rồi. Xin chào 500 anh em ở khắp nơi. Đai 2. Lực quá lực. Bỏ đai chứ lấy đai. Rồi bữa nay bà chị mới quay là về nổi tiếng nữa quay. 562. Thấm thoát coi vậy mà cũng đã đến mùa lúa thứ hai rồi đó cả nhà. Hồi năm ngoái thì mình cũng quay khá nhiều anh em công đoàn vác lúa. Chào cả nhà, nhớ xe like mà cho mình nhiều nhiều nha. Nhất trí thôi. Vậy con vợ em nó quét lên vợ nó gặp em nó cũng 56. Quay cái này á, ba mấy người con gái mà gặp cái đàn ông cái này nó trời ơi thằng mệt quá thôi đi, tôi kiếm anh nào còn chuyện nhẹ đi. Rồi ai cũng chọn việc nhẹ hết rồi việc nặng cho ai. Trong cuộc sống nó cũng giống như là một bức tranh sống động, nó phải có muôn hình muôn vẻ chứ. Chứ đâu có thể nào mà mình lựa chọn được. Xin chào 30 ngàn khán giả. Nãy thấy vậy chứ nặng lắm à. Cái gì ơi. Con lúa từ 50 tới 60 kg luôn đó. Dạ con nó không nổi đâu đó. Cái gì nó xỉu một hàng quà. Nó vậy tới giờ nó xỉu sao 1-2 người hoài vậy. Có nổi không có thôi nha. Em quay nhiều em chưa thấy ai xỉu đâu nghe. Có rồi rồi. Có ai không dắt mình Đồng Tháp kia xỉu chết mèo luôn á. Ừ, xỉu. Cho nên thằng bên Đồng Tháp á. Cái đó bên Đồng Tháp còn mình đây mình An Giang mà An Giang mình ngon lành. 56. Chỗ nào có lúa là có An Giang đó. Ở quê là tới mùa lúa nghe có vậy. Lúa đâu là mùa lúa đó. Mình là bù câu mà, lúa đâu là bù câu đó đó. Đúng rồi. 56. Tu thằng là nói chuyện của trời. Anh em tương nói chuyện của trời thế vậy. Nói chuyện vui vẻ là lên sóng hết. 55 tôi. Chẳng luôn chứ. Làm gì vậy? Trời chứ làm gì? 55 8. Không lẽ không cho con ta ăn ngồi nghe thỏ không cho hả? 572. Ông bà hỏi có mua gì đó ông. Rồi giá. À có vậy thấy không anh này nè, thấy không anh còn lực phải không? Mọi người ơi. Anh giác còn 2 bao không rồi đó. 58. 23 giờ đó chị. Chó em vậy mạnh vậy đó. 2-3 có nhiêu đâu quý vị. Có chừng 140 kg hả? Nhẹ mà. Không có chừng chơi 3 bao á. 200. 58 sao? Thì 3 bao là cỡ 200 đó chứ gì nữa. Tại vì 59, có bao 2. Cũng trăm mấy nữa. 62. Năm mươi lăm tư. Giữa luôn rồi. 56. Đây là chị Năm tôi. Sao nè. Sợ hả? Em chị Năm gì dữ vậy? À thì là 572. Anh này là thư ký nè chị. Không, anh này 60. Nhiều bữa đầu năng bỏ nó bổ cho. Thư ký rồi kế toán thủ quỹ luôn. Anh ký cho em một vé em đi nước ngoài anh. Bỏ nè. 582. Bây giờ muốn đi nước nào? Em đi nước Campuchia. Nhẹ đó. Trời ơi. Bà đủ gì. Tính làm Việt Kiều Campuchia hả? Làm thuê đi. Thôi mấy ngày nay hả rùm beng vấn đề mà bên Campuchia rồi đó, đừng qua bển nghe. 58. Chẳng luôn chứ. Không phát hiện. 576. Tiếp quý vị ơi, 30 ngàn khán giả tiếp quý vị ơi, mặn mệt quá quý vị ơi. 58. Làm mệt mà có cười được là được rồi, là vui rồi.
đoàn này giỡn lắm chưa? Cô đoàn nó khùng lắm chưa? Khoan khoan chứ. 55 có mình bao mình nó giả đi bà mình đó. Trời ơi. Không có đợi lên nó đang đi nào. Giả chết luôn rồi. 38. Em nói thiệt chị em chưa đi chợ em không sợ. Giơ bay. 568. Xe đó. Tu hồi ta tu chết rồi luôn. Xe hai bánh nhậm gì? Dạ ơi, 4 người đi. 514. Ta nói là chính xác. Còn ở ngày lập 72. Dạ, cái đằng này nó nằm kia lại đây. Tốc tay dài. Chưa xe đó. Trời ơi. Nó nhai hết nó cục tàu lâu nó. Nó nhai hết ổ bánh mì là quay xong phù phim rồi đâu có. À, những công việc mà bất ngờ ngoài dự tính như vậy nè mới hay nè. Chứ còn mình tính trước ha cô ha, mình có sự chuẩn bị phải không cô? Dạ. Con cũng tính con đi công chuyện chứ con đâu có tính biết ở đây có đâu. Nữa má nó bị vậy. Nó không có đây. Mặn vô đi. Thank you.
nói gì vậy anh chị? Dạ để cho mấy anh nói. Đây là nét đẹp của quê hương tôi đó cả nhà. Dạ tôi bức đây là bức tranh sống động của miền Tây quê tôi. Đây là tất cả những người thật việc thật. Đây là một những thước phim hoài ý muốn nha cả nhà, không có dự định trước, không có dự tính gì trước cả nhà ha. Có như thế nào thì tôi ghi hình lại như thế đó để gửi đến cho cả nhà mình xem. Ở những vùng nông thôn ruộng đồng như vậy, công việc tuy vất vả nhưng mà bù lại thì được mùa, công việc trôi chảy suôn sẻ thì các anh em ai cũng đều vui mừng hết ạ. Không nào ra đâu chắc hết. Đám các em ơi. Dạ. Ở đây bà lấy 180 không cô Thúy? Cái này đó hả? Lúc đầu á An Giang là tự giáp tự mở nha cả nhà. Không có ai đứng dưới ghe mà mở hết nha cả nhà. Gọi dưới ghe coi. Công đồn trưởng mà còn phải giáp lúa đó. Dạ. Tôi giác tôi nói mà có chung hồng với nó không? Lọt chỗ khác là có thằng đứng dưới ghe cắt dây không đó. Mới đó mà cũng gần xong hết rồi cả nhà ha. Còn một chút nữa là hết cái dây lúa này rồi. Cả nhà anh em mặn mà vui vẻ cả nhà. Dạ. Bước vô liền. Thấy mày nãy giờ mày chốt. Quá đẹp. Quá đẹp phải bao tiếng không á. Em muốn vợ lắm hay vậy? 57. Đừng nói vậy. 30 ngày khán giả có em nào mà chưa chồng hay tổ chồng đó. 92. Về lấy mấy anh có bộ dáng được không? Được. 700 đó. Có chồng mà để có chồng còn riêng anh bấm mình từng tinh từng tinh. Thôi. 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 59. Không được. Chờ đó. Áo xanh nói chuyện có duyên quá áo xanh ơi. Do mày quánh đầu ta trước đầu ta sao ta giờ mày biết mà nói quánh sao à? Lên mạng của tôi giờ chết nữa trời. Mùa nào không có mà mày tay của tôi mà. Em cầm mày qua cầm cây mày thục trái trước trái sau là tao biết cây cây quánh cây sao rồi. Trời ơi, giặt lúa vậy đó mà về còn bị da nữa hả?
rồi đá gà đá gì nữa khai luôn hết luôn đi. Không có 98 chứ đó không có phải không? Có quân số đại mà. Đứa cái bà đây nó có tiền lắm. Trời ơi. Này 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 mọi người rồi nghỉ mệt giải lao chút xíu đi rồi tiếp tục nha. Đó cả nhà thấy không, rất là giỏi. Trong chút xíu thì là cái cây lúa ở đây nè, một đường dài như vậy hồi nãy cả nhà mình thấy rồi đó, dắt xong rồi đó cả nhà, xong của một chủ này ha. Bây giờ chuẩn bị tiếp tục chủ khác chuẩn bị dỡ cái này ra lúa, cái bao này ra để mà chuyển cái số lúa bên này xuống nữa nha cả nhà. Quay cho đóng tiền quá thấy đang em cô bác thôi, thôi gì ứng lắm anh ơi, cái đó là nhạy cảm lắm không bây giờ. Không quay cái đó, cái đó là nhạy cảm lắm, không quay. Hút điếu 3 số đây. Cái nghèo nghèo dắt hút 3 số. Đâu cho coi cái 3 số này thử coi thiệt không? Chắc xì gà chị ơi. Xì gà sữa. Cái này có 7.000 gói à? Trời ơi, cũng nghe cái tên nghe sang lắm ha. Cái tên nghe sang dữ lắm. Mà báo giá cái bố xỉu luôn có 7.000 gói. Đèn ơi. Tôi nói đầu tải với anh Xôi. Ờ nói mấy anh em à. Ơi nhà cái cỏ nha em. Cái cỏ cho bằng bữa nay nha em. Chứ bằng nhà còn con bò nữa đó không? Mấy anh em á, công đoàn á, nói chuyện vui vậy đó cả nhà, chứ không có vấn đề gì hết. Mong cả nhà mình thông cảm, không có gì hết cả nhà. Nếu anh em ta đi mặn gì đó, chiều gì còn cắt có bò đó. Sao nãy giờ tôi có trong cái bàn căn không mà nói tôi gì à? Tôi nói anh đây tới chưa, nó nào không bị ông chịu mấy thằng quýnh nè. Anh là tôi với tôi mà ông kêu ông đòn anh vậy. Bác không? Bác luôn. Bây giờ rồi bắt đầu chuyển cái số lúa của chủ khác nha cả nhà. Cũng dễ dàng nhận biết lắm bởi vì là mỗi một chủ có mỗi một màu bao khác nhau. Lúa này đẹp theo cái hướng kia, quỳ chung kia, này chồng con nhỏ ra đẹp lắm. Làm không lo làm, ở đó lo địa người đẹp không à. Trời ơi,
không nổi. Vậy chứ đứng đây là gì tèn. Kiếm này kêu nó vô làm với tao ơi. Thank you.
nè. Chạy cho má nhiều không hả chú? Dạ đâu mấy tấn gì. Dữ ha. Dạ. Cái đó hỏi nhà ai ta? Hỏi nhà ai? Hỏi nhà Ba Đen. Nhà Ba Đen á. Tự nhiên nó bị cá nó về nhà ở cho đang ăn luôn à. À rồi 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 từ cầu Mương Lớn mình đi xuống xa không? Dạ nhậm nè. Nguyên bè cá gì dưới sông này luôn nè, rồi nó mua thức ăn cho ăn luôn, giờ nguyên bảy dưới sông nè. Rồi đúng rồi, biết rồi, cá thiên nhiên ha. Thiên nhiên luôn, không nuôi bận gì nữa. Cá thiên nhiên nó về ở, rồi cá thiên nhiên về ở. Như đàn cá ở Long Kiến cũng vậy đó, nhà nước mình giờ bảo quản đó. Dạ. Vừa mày. Gia đình này luôn khổ mà nuôi bài cá đó. Dạ. Chứ đàn cá ở bên Phú Tân con cũng quay rồi, đàn cá ở Long Kiến con cũng quay rồi. À, không biết ở Kiến Thành mình cũng có đàn cá nữa. Không chưa căng là sao giá còn nổi. Kêu qua kia đây, kêu qua kia đây, kêu qua kia đây. Yeah.
lại. Kính thưa cô chú anh chị và các bạn, nãy giờ những thước phim của anh em công đoàn lao động chuyển những số lúa xuống ghe thì nãy giờ cũng khá dài rồi cả nhà ha. Thôi thì có lẽ tôi cũng xin tạm dừng video của mình ở đây ạ. Xin chúc tất cả mọi người có ngày mới, những ngày mới thật là an lành, thật nhiều sức khỏe, cũng như chúc xin chúc tất cả anh em trong công đoàn cũng thật nhiều sức khỏe để làm tốt công việc của mình hơn ạ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những clip sau ạ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.